Vô mình mua bánh mì vậy bạn. Nghe nói quán này bánh mì nó bán nhiều loại lắm nè. Giá thử rồi bạn. Ây da. Có bánh mì bột lọc không vậy? Bột lọc có đi không? Hả? Chưa có. Chưa có, khi nào có? Khi nào? Chị làm em mổ đầy đủ đi. Bao nhiêu? 12.000. Trời, có bánh mì bự hết sức các bạn. Mình ăn chắc 80 cổ rồi quá. Mua từ món ăn bạn 12k. Giờ đi qua kiếm món món chè. Mình kiếm món bánh mì bột lọc bạn. Nhưng mà nó chưa có. Cái em bán bánh mì đó, cái móng tay nó dài nè các bạn. Nhưng mà gấp cũng được, nó hay ghê thiệt. Mà em nó nói chuyện người tiếng Quế, giống biết phải tiếng Quế không bạn, nghe đã lắm. Mấy chị kia thì không biết quê đâu. Bữa nay may mắn được cái mặt trời lặn đẹp các bạn, trời quá đẹp luôn á, nó lặn ngay chỗ cầu Trường Tiền nữa bạn, trời một góc cầu Trường Tiền nè, trời nó đẹp. Ủa, có cái thắng xịn nữa mà kéo rồi. Ôi quá trời, cái view của bạn. Mình có thể đi qua đi lại cái cầu này 100 lần các bạn. Giờ mình đi kiếm quán chè. Bánh món chè heo quay các bạn. Rồi sau đó mình sẽ chạy qua bên sông Hương người ta, bên chùa Thiên Mụ các bạn. Bên cái góc mà họ bán ngồi kế bên bờ sông Hương á. Bên đó thử coi.
không biết sao không nữa. Rồi tối mình sẽ quay về cái chỗ mình có cái phố đi. Ấy dạ. Chỗ mình có cái phố đi bộ của người Tây các bạn. Mình sẽ đi dạo cái phố đó thử quay các bạn xem. Cái lượng xe mà đi qua cái cầu này là khủng khiếp luôn á, nhưng mà nó quá nhỏ. Cái cầu với cái đường nó quá nhỏ. Và nó không cấm ô tô nữa các bạn. Quán chè đâu đây nè. Đâu ta? Chưa tới rồi mà. Kìa. Chắc quán này các bạn. Làm cho anh một chè heo quay đi. Làm cho em hả? Ăn, ngồi đây đi. À, anh lấy ba rồi, mà không lấy ba đi. Để nhân cái gì, số 3 này đứng lên đi. Thôi, vậy lấy về đi, lấy về đi. Quá trời món rồi nè. Bánh gì nhãn hả? 4 cục hay 5 cục vậy bạn? Bao nhiêu vậy ạ? Bao nhiêu vậy em? 20. Rồi chứ. Hai món các bạn. Bây giờ chạy qua cái góc đông quá à. Ở đây đông quá mình không có ngồi. Vậy có cái góc chỗ chùa Thiên Mụ các bạn. Đi thẳng qua luôn mà, dọc theo bờ sông nè. Dẫn mình sẽ quay cái view, cái cảnh bờ sông đây vòng vòng. Này cái công viên quá. Để quay cái khung cảnh công viên cho các bạn xem luôn. Quá trời quá trời. Vô đại luôn. Bên này có cái cổng gì nè. Chút xíu mình sẽ chạy vô Kinh Thành Huế. Coi nó lên đèn các bạn. Bây giờ thì kiếm chỗ ngồi ăn cho nó thơ mộng chút xíu. Quá trời cái lượng xe cộ trong nội thành các bạn. Công viên trải dài luôn á. Này đi ngang Kinh Thành Huế luôn các bạn. Rồi mặt trời xuống đẹp các bạn. Trời ơi, nó đẹp. Làm tấm ảnh các bạn. Không làm tấm ảnh thì quá uổng phí. Thả diều nhóc hết trơn các bạn.